Em có ý có bổ sung không? Thầy cũng nói gì ha, bây giờ cái mod mà may túi vải á, và may túi đựng tiền với may điện thoại á, đang rất thịnh hành ở Thái Lan. Và một cái túi như vậy giá trị của nó cao hơn một cái túi mà may gia công, có nghĩa là may công nghiệp. Cái thứ hai á, là cái chuyện mà làm những cái túi này đã có một nhóm gọi là nhóm tình nguyện chia sẻ yêu thương của Cần Thơ đã làm, và họ lấy cái sản phẩm đó họ bán và họ lấy tiền họ giúp cho những cái trẻ em nghèo. Cái đây là một ý tưởng rất hay, cho một tràng pháo tay. Rồi, ai là trong giống tre?